Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn bún mắm ở thành phố Sa Đéc, một chỗ bán rất là ngon của thành phố Sa Đéc nha, giá cũng bình dân, nhà đó chỗ nhà của ông bạn này. Rồi mời anh em đi theo mình đi vào bên trong. Hôm nay là mới khai trương lại điểm mới à. Bún mắm của ông anh rồi, cho em tô đặc biệt đủ thứ. Đây là cá lóc, thịt quay, mực, tôm, bò, bún mắm với bún bò Huế hả? Đây. Quán Kim Ngọc. Đó, số điện thoại của anh chủ đó. Nhà của ông bạn. Vô anh ơi. Vô vô. Sáng làm sớm nha bộ. Ai đại ca bao hả? Anh cứ vậy cho tiền. À hả? Dằn. À, bạn lụm mình đó hả? Ngon ngon. Ngon ngon. Dài ha. Ủa, cái đó cái ngăn có cũ à, cũ hay là cái ngăn mới? Cũ à, mới là cũ à. Mới à. À hả? Chứ muốn chơi đó. À. Tới đó hả? Dạ. Trời xỉu rồi vậy ha. Cô này ông mới quét từ mấy bữa nay hả? Đúng rồi. Mấy cái này cũ rồi. Cũ. Mới mà quét chắc rồi. Tưởng mới trang trí ở đây nó mát rượi rồi ha. Xong làm gì là cà phê hả? Mắm thôi. Mắm nè. Có thuốc chưa? Mua thuốc chưa? Chưa mua, có qua nè, chưa mua. Đủ đâu đi mua liền. Em khóc không á? Mười mấy lần. Có qua, tao bị á, tao có ăn được gì đâu. Cũng đói, rồi ăn được thứ tư á. Nga hút lại ra vô, cũng hết đâu. Thương dữ nữa. Giữ là bụng anh quá, bụng rồi. Tới đó anh bị hư rồi. Nói chứ cửa là từ quá. Rồi. Banh mẹ rồi còn đòi. Đó mà để lâu quá sẽ chuyển qua hạng nặng đó, ông hư đó. Mình lâu quá rồi. Đây là ớt bầm. Rồi đó. Mẹ. Xe đông lắm. Xe phải xuống sớm rồi, đông lắm. Có sẵn rồi. Đây. Không đi điểu lắm trời ơi. Đi đây, tôm. Heo quay. Thiếu cá lóc nữa. Có cá luôn. Rồi, mời các bạn dứt